do rơi vào thời điểm Tết Nguyên Đán, giá cả một số mặt hàng tăng nên CPI của Hà Nội tháng 2 năm 2016 đã tăng được 0,47% so với tháng trước. Đây là số liệu do cục thống kê Hà Nội vừa công bố. Cục thống kê Hà Nội cho biết CPI tháng 2 của Hà Nội tăng 0,47% so với tháng trước và tăng 1,73% so với cùng kỳ năm 2015. Nhóm có chỉ số tăng cao nhất là hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,45% so với tháng trước. Tiếp đến là nhóm văn hóa giải trí và du lịch tăng lần lượt 1,12%. Chỉ số các nhóm này tăng cao là do nhu cầu tiêu thụ thực phẩm và du lịch tăng mạnh nhờ vào kỳ nghỉ Tết kéo dài vừa qua. Ngược lại, trong tháng 2 năm 2016, hai nhóm có chỉ số giảm là nhà ở, điện nước, chất đốt, vật liệu xây dựng và giao thông, trong đó nhóm giao thông giảm mạnh nhất với mức 3,59% do giá xăng giảm. Cục thống kê Hà Nội đánh giá nhìn chung tình hình giá cả thị trường Tết vừa qua ổn định, các mức tăng không cao như một số năm trước.